mình cho các bạn xem này. Đó các bạn, mình hiện tại ấy, là mình đang thử nghiệm ở trên cây rau. Cây rau để phục vụ cho gia đình sinh hoạt, ăn. Đấy, rau sạch các bạn ạ, rau hữu cơ. Đấy, thì mình thử nghiệm chính là cái GE này ở trên cái rau đó. Chứ còn cây lan hay cây cảnh đối với mình nó không quan trọng. Nên vì vậy ấy, là mình không thích quảng cáo nhiều về cái GE tăng trưởng. Chủ yếu là anh em tin tưởng thôi. Anh em tin tưởng mình. Đấy, thì anh em đặt mình làm thôi. Nhớ các bạn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Rừng và Đô Thị. Thì hiện tại bây giờ tối của ngày 27 tháng 7 dương lịch. Thì cái video ngày hôm nay thì mình lên cập nhật các bạn là sau 1 tháng mình sử dụng cái GE tăng trưởng, cái loại mới đấy. Cái loại mới là mình mới xuất xưởng ấy. Thì nói thật ra với các bạn ấy là đúng ra mình không làm video mình cập nhật về cái tình trạng cây khi mình sử dụng GE như nào đâu. Đấy, bởi vì là anh em bạn bè mà khi đã sử dụng cái GE tăng trưởng của mình ấy, là trong cái thời gian vừa rồi tháng 7 vừa rồi ấy, là mình đã chia sẻ 200 lít GE tăng trưởng đó, thì toàn đa số là anh em là đặt hàng trước thôi. Đấy, thì mình làm cái mẻ 200 lít đó thì đã chia sẻ hết rồi. Đấy, đúng ra là mình không lên video mình cập nhật làm cái gì cả, bởi vì là đã trải qua 1 tháng 7 rồi, thì anh em bạn bè mà đã sử dụng cái GE tăng trưởng đấy của mình ấy thì đều biết rõ là cái sự phát triển của cây nó như nào, và hai nữa là cũng thừa biết là cái nguyên liệu mà mình làm từ GE đó nó ra như nào. Đấy, thì mình đúng ra mình không cần phải lên cái video này. Thế nhưng mà cũng chỉ vì là hiện tại ấy, là có một cái con chảo chuộc có cái con chảo chuộc ở Hải Phòng của mình ấy, nó đang kêu chuộc chuộc về cái GE tăng trưởng của mình. Nó đang gièm pha rồi nó đố kỵ về cái GE tăng trưởng của mình. Nó nói xong rồi để nó đề cao cái sản phẩm GE nó lên. Đấy, thì được rồi. Ok, nếu như mà nó đã lên nói về cái GE tăng trưởng của mình ấy, thì mình sẽ lên cái video này. Thì đầu tiên là mình sẽ cập nhật các bạn, đó là cái tình trạng mà GE khi mình sử dụng ở trên cây phi điệp nhá. Thì đây là cái phần ngọn của cây phi điệp đúng không các bạn? Thì các bạn quan sát này, cái lá nó dài này, mình tìm cái thước á. Rồi ok, thì cái tình trạng ấy, khi mình sử dụng GE tăng trưởng ấy, là cái bản lá nó sẽ dài và nó to ra. Thì cái lá này đo ngược các bạn này. thì cái lá này nó dài 14 cm rưỡi nha các bạn nhá. Đấy, thì còn cái phần lá bên dưới như này này, phần lá dưới này này, thì đây là những cái lá mà mình chưa sử dụng cái GE tăng trưởng mới. Rồi ok, thì độ dài của nó chỉ được 13 cm thôi. Đấy, thì với cái GE tăng trưởng của mình ấy, là khi mình sử dụng ấy, thì nó sẽ giúp cái bản lá mình nó dài và to bản ra. Đấy, thì cứ càng lá về sau thì sẽ to hơn lá đằng trước. Đấy, thì đây nó là về phi điệp nhá. Thì mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn là nhiều cái dòng cây ở trong vườn lan của mình. Thì đây nó là một cái đoạn là tân rô mà mình đã lên chậu. Như các bạn cũng biết là mình lên chậu cây tân rô này thì mình mới trồng được có tầm hơn 1 tháng thôi. Đấy, thì đây nó là tình trạng của những cái mầm tơ. Thì đây là những cây đen rô sai bót nha các bạn nhé. Thì các bạn hiểu cho mình nhé. Thì đây là những cây đen rô con sai bót. Nghĩa là sai bót là mới ra chai đấy và được trồng một thời gian thôi. Nó là cây cực kỳ là nhỏ. Đấy, thì đây là cái bản lá của cái mầm tơ. Thì cái mầm này nó phát triển trong tháng 7 nè các bạn này. Đấy, thì các bạn nhìn bản lá nó nhé. Thì bản lá của nó này. Cái này nó cũng dài 14 cm rưỡi này các bạn này. Đấy, thì đây là một chậu thôi. Đấy, mình bê xuống đây để mình cập nhật cho các bạn xem. Còn đây là cây này, bản lá nó mới dài này. Đấy, các bạn nhìn nó dài thoáng lên này. Nó dài hơn cái cây trước rất là nhiều, đúng không các bạn? Đấy, hai cây. Và đây, đây là loại đen rô mà bản lá tròn lá ngắn đây. Đấy, với cái dòng lan đấy đâu. Đây bạn nhìn này, đây là cái mầm tơ. Đấy, lá còn vàng ươm này, dài ngoằng. Đấy, mầm rất là bé đúng không bạn? Mà lá nó cực kỳ là dài luôn. Thì cái chậu này nó mới khủng rồi. Đấy, mà giá thể mình trồng rất là vớ vẩn nhá. Mùn dừa đấy các bạn ạ.
Đây bản lá của nó đây. Đây mình bỏ xuống ạ. Đấy các bạn nhìn bản lá của nó này. Đấy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là tình trạng của cái lá đã, sau đó tí nữa mình sẽ nói về cái trường hợp là giá thành, giá thành của cái cái gọi là tăng trưởng. Đấy bởi vì là cái con cháo chuộc ấy nó hot kinh quá nên là mình sẽ phân tích về cái giá cả, giá thành của gói tăng trưởng. Các bạn so sánh là xem là cái gói tăng trưởng của mình nó có đắt hay không hay nó rẻ. Nói thật các bạn ấy, gói tăng trưởng mình ấy để mà tính ra nó còn rẻ hơn là cái gói thông thường rất là nhiều. Rồi thì đây là cái mầm tơ mới lên nhá. Đấy, bạn nhìn này. Đây là mình ghép cái này là ba khóm này. Ba khóm ra đen robot này. Đây, mầm tơ mới lên này. Lá nó to phạc luôn. Đây là mầm mới nhú này, lá to đùng mà. Đó, thì đây là trường hợp của những cái cây mà mình đã lên chậu rồi. Đây, bạn nhìn này. Úi giời, lá này. Đấy, đây những cây lên chậu rồi. Còn mình cho các bạn xem trường hợp này, đây là những cây đen ru mà mình không hề lên chậu. Đấy, nó vẫn còn nguyên ở trong cốc như này đây. Đấy. Đây bạn nhìn bản lá nó đây. Đây mầm tơ đây. Lá đó. Đúng không? Lá đây. Bản lá đây. Thì đây là những cây mà cây con nhá, cây con mà mình còn không thèm lên chậu, nó không hề có dinh dưỡng gì cả. Phân trì cũng không có, phân bón gốc cũng không có mà ăn đây là 100% bằng GE. Thì đây là những cây ăn 100% bằng GE nhé. Còn những cây mà lên chậu này thì nó có cái phân trì ở đây à. Nó có phân bón gốc thì không tính làm cái gì, đúng không? Thì đây là những cây mà 100% ăn bằng GE. Đấy, sử dụng những cái 5 cái loại GE của mình ấy và kết hợp cùng với cả cái GE tăng trưởng ấy, thì cây nó được như này đây. Đây là 100% bằng GE. Thì mình sẽ cho các bạn xem một cây cái này nữa. Đây các bạn, thì đây là cái chậu hồ điệp, thì chắc chắn là các bạn nhớ cái chậu hồ điệp này rồi. Thì cái chậu này là mình làm video mình hướng dẫn làm hoa xanh ấy. Đấy, hoa của nó bây giờ vẫn còn căng này này. Đấy các bạn nhìn này. Là cái cây này mình chơi hoa được mấy tháng rồi ấy. Cũng phải tầm 2 tháng. 2 tháng các bạn ạ. Cũng phải tầm đấy đấy. Mình không nhớ rõ đâu. Đấy, mà trong cái đó là cây thì đang nuôi hoa, đúng không? Đang chơi hoa. Đấy, mình chơi hoa đến lúc từ lúc lở lúc tàn ấy. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình chơi hoa như vậy thì nó cho mình được hai lá. Thì đây là cái lá đầu tiên. Và đây là cái lá thứ hai. Đấy. Là cái lá thứ hai. Thì các bạn quan sát này, đây là cái lá cũ của nó này. Lá cũ của nó này. Cái lá này dài 16 cm rưỡi này. Đấy, 16 cm rưỡi. Nhưng mà lên cái lá này đấy, nó còn dài hơn cả cái thước này. Đấy, nó còn dài hơn cả cái thước. Đây là nó còn chưa phát triển hết nha các bạn nhé. Nó vẫn còn đang ở trong ngọn này, nó còn chưa phát triển hết này, nó còn phát triển dài thêm một chút nữa. Đấy, thì cái bản lá này ấy, các bạn nhìn này, nó rất là cứng cáp. Phần gốc mình không hề bón gốc một cái gì cả. Đấy, trồng chay luôn, không bón một cái gì luôn. Cây 100% ăn GE. Đấy. Thì các bạn thấy là cái bản lá của nó ok không? Đấy, các bạn thấy là cái GE tăng trưởng của mình ấy thì nó có những công dụng như vậy. Đấy, thì như mình cũng đã phân tích với các bạn rồi ấy, là cytokilin ấy là nó sẽ giúp cho cây lan của mình mập thân, to lá. Thì đấy cái chức năng của cytokilin. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào phân tích giá thành các bạn xem nhé. Trước mặt các bạn đây là cái bình GE chuối của mình gọi là GE thông thường. Còn bên đây ấy, là cái GE tăng trưởng của mình. Đấy, thì hiện tại là cái GE tăng trưởng này ấy, mình đang bán với giá là 100k trên 1 lít. Đúng không các bạn? Và cái GE thông thường này mình đang bán là 50k trên 1 lít. Thì hiện tại các bạn thấy ấy, là giá của cái này nó gấp đôi với GE thông thường đúng không? Thì các bạn nghĩ là nó đắt hơn đúng không? Giá thành nó cao đúng không? Đúng không? Thế nhưng mình sẽ tính giá thành ấy, giá tiền mà không bằng cái loại GE 100.000 này, mà mình sẽ tính cái giá là GE cũ của mình. Cái GE cũ của mình là từ năm trước là mình chia sẻ giá là 200k một lít ấy. Mình sẽ phân tích, mình sẽ tính giá thành khi mình sử dụng GE
bằng cái giá 200.000 chứ không phải là giá 100k như năm nay nhé các bạn nhé. À, thì bây giờ mình sẽ tính cái GE này là 200.000 đi. Thì nó đắt gấp 4 lần cái GE thông thường đúng không? GE thông thường có 50.000 thôi, nó đắt gấp 4 lần đúng không các bạn? À, thế nhưng mà để mà tính ấy, tính khi mình sử dụng mình tưới đấy, thì 1 lít cái GE này ấy, mà 1 lít GE tăng trưởng này mình pha được với 1.000 lít nước. Đúng không ạ? À, thế nhưng mà cái GE chuối này ấy, giá có 50.000 một lít thôi. À, thế nhưng mà mỗi 1 lít ấy, thì mình chỉ pha được có bao nhiêu nhỉ? À, cái GE chuối này mình pha là 5cc trên 1 lít nước. Thì đồng nghĩa là 1 lít GE chuối này thì mình pha được với 200 lít nước. Đúng không? Mà trong khi đó GE tăng trưởng của mình là pha được 1.000 lít nước. Đúng không? Thì để mà suy ra đấy, thì để mà cái lượng mà sử dụng cái GE chuối này ấy, thì nó sẽ cao gấp 5 lần so với là cái GE GE tăng trưởng này. Đúng không các bạn? À đấy các bạn, thì cái GE thông thường này là liều lượng pha là nhiều hơn cái GE tăng trưởng này là gấp 5 lần. Mà trong khi đó các bạn tính cho mình ấy, giá thành của cái GE tăng trưởng này nếu đã tính với giá là 200k thì nó vẫn còn nhẹ hơn là cái liều lượng của cái GE chuối này. À, tính thì đơn giản thôi đúng không các bạn? Thì cái GE chuối này là liều lượng pha gấp 5 lần thì tức là mình sẽ nhân lên làm 5 lần. Đúng không? Thì 5 lần thì để pha với 1.000 nước ấy, 1.000 lít nước là mình phải sử dụng là 5 lít GE chuối để thì mới pha được là 1.000 lít nước đúng không? Thì 50.000 một lít thì 5 lít vào thì các bạn nhân lên là 5 x 5 là 250.000. Cái GE chuối này mới pha được 1.000 lít nước. Nhưng với cái GE tăng trưởng này 200k thì mình đã pha được là 1.000 lít nước rồi. Thì tính ra như vậy là cái GE tăng trưởng này nó rẻ hơn cái GE thông thường này rất là nhiều đúng không bạn? Thì đây là mình tính là giá 200k giá cũ nhá. Còn không phải là cái giá 100k như bây giờ đâu. Giá 100k bây giờ thì các bạn cũng biết là nó rẻ gấp bao nhiêu lần cái GE thông thường này đúng không bạn? À, thì đấy nhé các bạn nhé. À đấy nhá các bạn nhá, đây là mình tính giá thành cái GE của mình sản xuất ra và mình chia sẻ cho anh em. Đấy, cái GE thông thường này mình chia sẻ giá có 50k thôi. Đấy, thì các bạn là với là giá 50k một lít mà nó còn đắt hơn là cái GE tăng trưởng này. Thì mình thử hỏi các bạn ấy, là những cái GE khác các bạn mua ở ngoài thị trường ấy, giá từ 120, 150 một lít ấy, thì nó đắt gấp bao nhiêu lần cái GE tăng trưởng này của mình. Đấy, một bài toán rất là đơn giản đúng không các bạn? Thì đây mình chỉ là tính là trên cái GE của mình có thôi. Đấy, chứ mình không so bì với cái GE của bất kỳ ai cả. So bì với cái GE của người khác, người ta bảo là vào là ghen ăn tự ở đó kia mình không thích. Đây là mình phân tích là trên những cái sản phẩm GE của mình thôi. Đấy đúng không bạn? Thì mình phân tích là trên những cái sản phẩm GE của mình thôi, chứ mình không so bì là những GE như của cái thằng thằng mồm chảo chuộc ở Hải Phòng của mình. Mình không so bì với cái GE của nó và không so bì với giá cái GE của nó. À, đấy các bạn ạ, thì tại sao mình làm video nói về giá cả của cái GE tăng trưởng này ấy, thì các bạn cũng biết rồi đấy, là cũng chỉ tại cái con chảo chuộc cái kia thôi, cái thằng mồm chảo chuộc kia thì đang nói về cái GE tăng trưởng của mình, nó dìm hàng cái GE tăng trưởng của mình, đấy, nó đố kỵ để nó đề cao cái sản phẩm của nó lên. Thì mình làm cái video này thì các bạn xem video này mình phân tích về giá cả như vậy thì các bạn đã hiểu rồi đúng không ạ? À đấy các bạn, thì video này mình làm về cái công dụng, mình nói về cái công dụng của cái GE tăng trưởng của mình và cái giá thành của cái GE. Và khi mình làm ra mình chia sẻ tới các bạn như vậy thì các bạn xem video và các bạn tự nhận định nhé. Và các bạn xem video và các bạn tham khảo nhé. Thì mình xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Đấy, còn cái GE tăng trưởng của mình ấy, thì mình nói thật với các bạn ấy, là mình chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi. Đấy, chứ mình không làm tràn lan. À, ví dụ như bạn nào muốn đặt mình làm cái GE ấy, thì mình sẽ gom lại là từ 5 người đến 10 người. Đấy, người thì lấy 1 lít, người thì lấy 2 lít, người thì đặt 1 lít, 2 lít ấy, thì mình sẽ gom lại mình làm một mẻ. À, sau đó là sau 1 tháng là mình gửi cho các bạn thôi. Đấy, chứ mình không làm tràn lan và mình không muốn quảng cáo về cái sản phẩm GE này làm cái gì cả. Đấy. Còn thực tế ra đấy, mình làm cái GE tăng trưởng này đấy, là cái mục đích của mình là phục vụ nó còn cao cả hơn là cái chăm sóc cây cảnh nhiều. Đây các bạn này, mình cho các bạn xem này. Đó các bạn,
Mình hiện tại ấy, là mình đang thử nghiệm ở trên cây rau. Cây rau để phục vụ cho gia đình sinh hoạt, ăn. Đấy, rau sạch các bạn ạ, rau hữu cơ. Đấy, thì mình thử nghiệm chính là cái GE này ở trên cái rau đó. Chứ còn cây lan hay cây cảnh đối với mình nó không quan trọng. Nên vì vậy ấy, là mình không thích quảng cáo nhiều về cái GE tăng trưởng. Chủ yếu là anh em tin tưởng thôi. Anh em tin tưởng mình. Đấy, thì anh em đặt mình làm thôi. Nhớ các bạn nhé. Rồi thì mình xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.